Du Tâm Thủy, anh thật là quá đáng. Tại sao lại niêm phong Bảo Chi Lâm và đuổi bọn họ đi? Quế Lan là em gái của anh mà, cô ấy cầm cự rất cực khổ mới có thể gầy dựng lại Bảo Chi Lâm. Tại sao anh có thể thẳng tay? Không lẽ anh không nể thâm tình gì hết sao? Không liên quan gì tới tôi hết. Là Lô Cư muốn tôi làm vậy, tôi không biết gì hết. Cái gì cũng không biết, rõ ràng chỉ biết bám đuôi của Lôi Cương. Cả chuyện này cũng là quyết định của anh. Còn nữa, anh đừng làm bộ trước mặt tôi. Nói cho anh biết, đừng tưởng quen biết tôi có thể kiếm lợi gì từ anh Tứ Xuyên. Cô quỳ qua. Tôi nghĩ cô đã lầm rồi. Anh Thủy không phải người như vậy. Tôi thấy cô quen anh ta chưa được bao lâu, cần phải cẩn thận một chút. Cô quỳ qua. Thôi bỏ đi. Cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Sao cô có thể nói anh như vậy? Hôm đó cô bị bệnh, anh đã vì cô ấy lấy cả mạng của mình ra cũng không màng. Chuyện đã lâu rồi, cô ấy muốn nghĩ sao cũng đành chịu thôi. Phải rồi, tại sao cô lại nghĩ rằng tôi không phải là người muốn lợi dụng? Tôi tin vào đôi mắt của mình. Chính tôi đã chứng kiến anh hết lòng hết dạ giúp đỡ Bắc Trung. Anh là người tốt. Cảm ơn cô. Đường thị trưởng, Mã thị trưởng nhiệm kỳ trước cho biết tất cả mọi người dân bị thiệt hại trong trận dịch hạch đều được tiền cứu trợ. Có rất nhiều cổ chủ cho biết là tới bây giờ họ vẫn chưa nhận được. Những chuyện không có căn cứ, thị trưởng sẽ không trả lời đâu. Ai làm vậy? Đừng có khăn, ông rượu thịt linh đình tại thủ lâu, còn vợ với con gái tôi phải đối chết. Ông tan tự lương tâm là đồ tội. Ông là đồ tội, ông là đồ tham quan. Con chết cũng không nhắm mắt. Đồ tham quan, đê tiện. Không sao kia. Thả tôi ra, thả ra, thả tôi ra. Đồ tham quan. Ông lên xe trước đi. Đừng có khăn, ông không được đi. Đồ tham quan, ông không được đi. Con chết cũng không nhắm mắt đâu, không được đi. Đồ tham quan, đồ tội. Đồ tội, đồ tham quan. Thứ điều dừng. Con chết cũng không nhắm mắt đâu, ông không được đi. Đồ tội, ông không được đi. Con chết cũng nhắm mắt đâu. Con gái Đường Ất Hằng, cô tới đây làm cái gì hả? Xin lỗi, chứ anh không sao chứ? Tôi không ngờ sẽ ra chuyện như vậy. Cô không nên tới đây giả mèo khóc chuột nữa. Tôi biết ba tôi làm chuyện có lỗi với các người. Tôi thay mặt ông ấy tới xin lỗi các người mà. Phần gạo này tôi mang tới tặng cho anh. Anh nhận đi. Bây giờ đưa cho tôi còn ăn thua gì nữa? Cô coi nè, vợ con tôi kìa. Chúng tôi không có tiền, không có thuốc. Họ đã chết hết rồi. Chính ba cô đã hại họ ra nông nỗi này, trả họ lại cho tôi đi. Tôi xin lỗi. Xin anh bình tĩnh lại một chút đi. Ba cô giết người phóng hỏa cho nên mới giàu sang được như vậy. Xin cô lỗi. Là con ông ta, cả gia đình cô chẳng có ai tốt. Sẽ bị quả báo, sẽ bị quả báo cho coi. Anh muốn gì? Cô dám dắt mặt tới đây? Buông tôi ra. Buông, buông tôi ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Cứu tôi với. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Quần áo bị người ta xé rách hết rồi. Trời ơi, hình như là bị người ta làm nhục quá. Trời ơi, không biết nữa, chắc là vậy. Còn nhục quá. Cô Đường, có chuyện gì vậy? Đừng theo tôi. Đừng. Trời ơi, tội nghiệp. Đừng đụng vào tôi. Không biết bị đừng đụng vào tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng đụng vào tôi. Nè cô Đường, đừng đụng vào tôi mà. Đừng đụng vào tôi. Vậy? Để tôi chết. Cô bình tĩnh lại đi. Chết đi. Cô Đường à. Để tôi chết đi. Mặc kệ tôi. Mặc kệ tôi. Để tôi chết. Để tôi chết. Cô Đường. Cô Đường. Cô Đường. Cô Đường. Con làm cho ba mất hết mặt mũi rồi. Mấy cụ thiếu văn hóa đó còn tới làm cái gì? Suốt ngày nói giúp người giúp người. Mấy người hạ cấp đó, nếu như họ biết nói tiếng cảm ơn, nếu con đừng tới đó làm thì bây giờ đâu có nằm ở đây. Con hỏi ba, ba làm gì người ta? Vợ con của anh ta đã chết vì ba đó. Chỉ là ân huệ nhỏ thôi, đã bằng mối thù của người ta. Bây giờ bà làm mấy chuyện xấu xa,
Người ta trả thù lên người con là đáng rồi. Đây là báo ứng mà. Chính ba cũng có phần hại con ra nông nổi này. Chính là ba. Chính là ba. Nói rất đúng. Báo ứng, con không muốn sống nữa. Nè. Sao cô cờ vậy? Chuyện này đâu phải lỗi của cô. Sao phải tự tử chứ? Anh Thủy, cô đứng dậy đi. Thị trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.